trong cái buổi hôm nay thì chắc trước khi mà mọi người bắt đầu thì chị cũng có một số lời muốn cảm ơn mọi người một tí xíu, các bạn Starter. Thì hôm nay thì hơi tiếc là vắng Phi, bởi vì Phi đến ngoài đảo, nhưng mà đâu đó thì coi như cũng gần như là đông đủ các bạn. Thì trong cái suốt mà cái project, trong cái suốt cái thời gian mà 3 tuần làm project á, thì chị nhìn thấy được rất nhiều nỗ lực từ mọi người. Chị thấy các nhóm hầu như là cả hai nhóm luôn đều meeting gần như với nhau là mỗi ngày, và mỗi cái meeting thì đều không dưới 1-2 tiếng, và các bạn dí mentor để lấy feedback rất là ghê. Thì team mentor rất là trân trọng những cái nỗ lực đó của mọi người, và cảm ơn mọi người đã dành ra 6 tuần của cuộc đời mình để tham gia cái chương trình này và đã commit để làm ra được một cái output cuối khóa cuối cùng. Thì với cái bài cuối khóa này á, thì nó đã đem lại cho team mentor một cái góc nhìn rất là toàn diện mọi người, không chỉ là về mặt năng lực, tại vì nhiều khi trong cái bối cảnh của lớp học thì cũng không thể thấy được những cái tiềm năng của rất nhiều bạn khác, nhưng mà trong cái quá trình mà quan sát mọi người làm bài tập á, thì tụi chị đã thấy được cả những cái yếu tố về mặt gọi là thái độ, về trách nhiệm, rồi những cái soft skill khác của mọi người nữa. Thì nói chung cảm thấy rất là đáng nể. Chính vì vậy cho nên là sau khóa học á, thì nếu mà mọi người có nhu cầu muốn có những cái endorsement publicly ở trên LinkedIn, hoặc là muốn có những cái reference từ recruiter đến mọi người, thì mọi người hoàn toàn có thể reach out đến các mentor. Thì lúc này tụi chị tự tin là tụi chị đã có đủ data point để có thể chia sẻ những cái thông tin đó với những anh chị recruiter khác. Rồi, thì cái ý cuối cùng á, là chị cũng rất off là hồi batch 2 á, sau khi mà batch 2 kết thúc, và chị thấy cái bài cuối khóa của batch 2 rất là đáng nể, thì chị cũng lo lắng là không biết những batch sau liệu mình có thể catch up và perform được tốt tới như vậy hay không. Nhưng mà chị cảm thấy là cho đến thời điểm này thì chị rất tự hào là chị nghĩ batch mình không hề kém cạnh, còn có hơn hay không thì chắc sẽ để mọi người tự đánh giá. Nhưng mà chị chắc chắn là không hề thua kém. Rồi, ok, thì chắc là chị đã một số lời tri ân của chị đến các bạn starter của Batch 3, thì chắc là chị sẽ pass sân khấu lại cho Thành. Ok, hello mọi người. Thì trong quá trình mà mình theo dõi mọi người thì phải nói thật là cũng có những khoảnh khắc mà mọi người deliver hơn kỳ vọng. Không phải là kỳ vọng mình thấp đâu, nhưng mà tụi mình đã xem quá nhiều rồi, cho nên là thực sự là khi mà nhìn thấy mọi người cố gắng hoàn thành tốt cái bài cuối khóa này thì tụi mình cũng rất là bất ngờ và cảm động theo một hướng tốt đẹp. Thì khóa trước thì cũng có những cái bài rất là hay, và sau khi những cái bài đó được lên sóng thì cũng có những cái bạn mà được job mới. Thì Thành cũng muốn chia sẻ cái vía đó và năng lượng tích cực cho mọi người của khóa này, để mà khi mà cái buổi hôm nay lên YouTube thì sau đó lại sẽ có những bạn về khoe tụi mình là ô, em học xong khóa BM và khóa Breaking into BM và em có job BM này. Hai chuyện đó có liên quan nhau thì không thì mình không biết, nhưng mà ít nhất là chúng ta đã cùng nhau đồng hành trong 6 tuần thì cũng rất là biết ơn các bạn đã dành thời gian nhã miếng được nhà tuyển dụng đến trao sau khi đăng video. Ok, thôi chắc là nhường lại anh Nam nói vài lời. Nói vài lời các bạn thì đúng là ý là mình hiện tại bây giờ mình và Thành cũng chưa xem cái bài final của mọi người như nào. Một phần là cũng muốn kiểu để cho mọi người kiểu sâu full potential, còn phần lớn là bọn mình lười. Còn lại thì nói chung mình thì mình cũng thấy mọi người cố gắng rất thật. Ý là mình hơi choáng với cả cái tần suất họp của mọi người, kiểu cảm tưởng là kiểu chạy còn hơn cả mình chạy những cái dự án freelance ở bên ngoài nữa, như kiểu là được trả tiền để làm luôn sao. Nhưng mà nếu mà tiếp cận theo cái hướng của anh là đang moi tiền của bọn mình thì mình cũng rất muốn là được như thế, tức là kiểu mọi người nhận lại được cái value nó xứng đáng ấy, thì mình cũng rất muốn là mọi người cũng sẽ được giỏi như thế. Và mình tin là mấy cái này khi mà mọi người nhét vào portfolio ấy, kể cả mọi người chưa làm công ty product này luôn, thì khi mà mình làm cái này xong rồi người ta sẽ hỏi các bạn là từng cái user interview các bạn conduct như nào, xong rồi bạn khó khăn như nào ấy, thì khi mọi người trả lời ấy, nó khác hẳn so với cả cái tâm thế mà mình chưa làm gì luôn ở đây. thì rất mong là cái bài này cũng sẽ giúp được mọi người. Nice, đỉnh cao rồi, ok, không nói nhiều nữa. Thì xin lại paste lại cái agenda ha, mình đã xong 10 phút welcome. Thì bây giờ sẽ bắt đầu vô phần trình bày theo thứ tự của nhóm chị Duy Lê, cây hề Duy Lê. Rồi sau đó tới nhóm của Phương Anh ha. Thì mình chỉ đọc tên nhóm trưởng thôi, chứ không phải tại mình có thiện cảm với hai bạn đó. Rồi thì mỗi nhóm sẽ có 30 phút để thuyết trình và có 10 phút để Q&A. Nếu mà mọi người có câu hỏi nào muốn chặt chém các nhóm nha, hai nhóm muốn chặt chém nhau cũng được, rất khuyến khích, thì có thể paste câu hỏi dọc đường á, trong cái quá trình mà mọi người thuyết trình cũng được. Rồi xong rồi khúc cuối 10 phút cuối mình có thể đi qua một lượt. Chặt nhóm chị Nhi giữ lên nha. Okay. Rồi, ok, chị Nhi bắt đầu share screen đi chị. Dạ, em xin phép được đại diện cho nhóm, xin được mở đầu bài trình bày của sản phẩm của nhóm 3. Gọi là nhóm 3 thôi nhưng mà thật ra thì không phải là có 3 nhóm mà thật ra chỉ có 2 nhóm. Nên tụi em vẫn quyết định giữ cái nhóm thứ 3 giống như là một cái tên gọi thân thương vậy. Em xin phép được giới thiệu nhóm của em. Thì trong nhóm em là có 4 người ha, thì có em là Minh Anh nè, rồi có chị Nhi, có anh Lộc. Anh Lộc thì hiện tại đang là dev và một nhân vật đặc biệt mà em cũng rất là muốn nhấn mạnh cho ngày hôm nay, chính là bạn Kha Trần. Và em muốn vào phút cuối thì em cũng sẽ có những cái lời nhắn gửi tới những hiring manager về cho các ứng viên tiềm năng cho vị trí VO và VM của công ty trong thời gian tới. Dạ, nên là nhưng mà để mà tạo cho mọi người cái sự tò mò tốt nhất á, thì em nghĩ là em sẽ bắt đầu cái sản phẩm của tụi em ngay bây giờ để mà mọi người biết được là cái tài năng của nhóm em ra sao, và mọi người trong nhóm đã dày công và đầu tư rất là nhiều năng lượng cho cái bài tập này như thế nào. Thì nếu như mà có những cái câu hỏi gì á thì mọi người có thể bật mic lên hoặc mọi người giơ tay, tại vì em thì em không có nhìn thấy màn hình, nhưng có gì mọi người trong nhóm em á thì sẽ có gì cứ báo hiệu để em stop lại và em trả lời cái câu hỏi nha. Ok không mọi người? Nói vậy em bắt đầu ha. Tới luôn em. Dạ rồi. Thì bây giờ em xin phép được gọi cái sản phẩm của em nó tên là Pot De Riz. Dạ, cái này là tiếng Pháp nha mọi người. Nên là mọi người phải phát âm cho đúng, và tụi em đã dày công và cũng như là suy nghĩ rất là nhiều đêm để mà có được cái... Trời ơi, chị Nhi luôn cười. Dạ em xin lỗi chị Nhi, em không có hồi tốt gì chị nữa. Không nghiêm túc là chị sẽ cắt phần này ra khỏi. Tại chị Nhi chỉ cười. Ok rồi. Ai đó lấy cái màn che dùm cái mặt chị Nhi lại đi. Rồi Hằng tiếp tục đi. Dạ ok. Thì nó tên là nó dịch ra tiếng Việt đó, thì nó là hũ gạo. Và đặc biệt là nó rất giống cho gia đình Việt Nam. Thì mọi người nói tới đây thì chắc mọi người cũng biết là em làm về đề tài gì rồi. Thì bạn Vân là tụi em làm về một cái giải pháp mà dành cho giải quyết các mối quan hệ trong cuộc sống, và đang nhấn mạnh vào trong cái việc là mối quan hệ gia đình. Dạ, thì cái bài nói của nhóm em ngày hôm nay á, nó sẽ chia làm 3 phần, đúng như là 3 phần mà mình đã học ở trong hành trình suốt 6 tuần vừa qua. Đầu tiên là làm sao để xác định được cái problem, sau đó là xác định được cái solution space. Và tiếp theo và 10 phút còn lại thì em sẽ để dành cho phần Q&A. Nhưng mà nếu như mọi người muốn hỏi thì cứ thoải mái bật mic lên, nhưng mà em chắc chắn sẽ canh giờ, bởi vì nhóm em không có muốn được hỏi nhiều quá 10 phút. Dạ ok, vậy thì chắc là em đi vô cái phần đầu tiên chính là Discovery Problem Space. Thì ban đầu á, em cũng nhân đây em cũng muốn chia sẻ luôn là lý do vì sao mà tụi em chọn về mối quan hệ gia đình. Bởi vì ban đầu tụi em nhận được cái đề bài khá là rộng là về relationship, nhưng mà relationship trong một cái mối quan hệ nó có rất là nhiều thứ, ví dụ như tình yêu nè, giữa mình và người yêu của mình, hay là mối quan hệ giữa bạn bè cũng được gọi là một relationship, hoặc là mối quan hệ về gia đình cũng là một relationship. Người trẻ thì người ta hay nói rất là nhiều về tình yêu, rồi khi mà nói chuyện với nhau thì chia sẻ rất là nhiều về tình yêu, về bạn bè đi cà phê nói chuyện thì nói chuyện về bạn bè, về công việc, về đồng nghiệp, về tình yêu cũng nhiều. Nhưng mà cái việc mà tạo ra sự kết nối giữa người trẻ với gia đình đó, thì đây là một cái pain point mà em chưa thấy được ai gọi là một thành viên nào trong gia đình thực sự gọi là tìm một cái giải pháp để giải quyết triệt để phần đó. Lý do vì sao mà tụi em lại có những cái kết luận như vậy thì em xin phép được đi vô cái phần research question. về team em đã đặt ra rất là nhiều cái câu hỏi để mà biết được là thứ nhất là các yếu tố nào ảnh hưởng tới cái sự gọi là mối quan hệ của gia đình, thứ hai là những cái phần mà family relationship issue đó thì nó đã ảnh hưởng tới cái cảm xúc cũng như là cái tâm trạng của những thành viên trong gia đình như thế nào, và những cái giải pháp mà hiện tại các user đang sử dụng để mà giải quyết cái family problem là ra sao. Thì có rất là nhiều cái câu trả lời hay mà em nghĩ đây là recap cho mọi người, nhưng mà khi mà em đọc qua những cái interview insight từ các bạn trong nhóm đưa về đó, thì em cũng cảm thấy feel được cái phần nào là thấy được bản thân mình trong đó, và em cũng phải thực sự là rất là công nhận là đây là một cái pain point mà hiện tại chưa có nhiều cái solution để giải quyết. Người ta nói rất là nhiều về tình yêu, làm sao để tạo ra tình yêu, làm sao để có được những cái hoạt động liên quan đến bạn bè, nhưng mà hoạt động về gia đình và cũng như kết nối với gia đình thì chưa có thật sự nhiều. Thì ví dụ như là mọi cái việc khi mà đặt những câu hỏi chuyên sâu, ví dụ về interview question, ví dụ như ai là người bạn có problem nhiều nhất, thì sẽ chủ yếu là ba, mẹ, là những cái thế hệ đi trước. Mà thế hệ Gen Z của mình chẳng hạn thì có những cái suy nghĩ nó phá cách hơn hoặc là nó độc đáo hơn, nhưng mà lại rất là khó để trình bày với những người mà ở thế hệ trước, hoặc là đặc biệt là những người ở thế hệ cũ như là ba, mẹ. Mọi người đã trải qua nhiều cái vấn đề trong cuộc sống rồi thì cái góc nhìn của mọi người sẽ khác nhau. Thì khi mà hỏi là những cái khoảnh khắc căng thẳng này như thế nào thì gần như là mọi người nhắc tới rất là nhiều về cái sự gọi là căng thẳng trong ngôn ngữ, căng thẳng trong lời nói. Mình không có được nói nặng lời với ba với mẹ, bởi vì so far thì quan niệm xã hội là đang cho phép mình là nó đang gọi là sự gọi là hỗn và không có phải lướng với là một người con. Nhưng mà đó cũng là một cái điều mà khi mà user là các bạn nhỏ, các bạn chưa có một cái nơi để các bạn thể hiện, thì gần như là ai cũng nghĩ tới cái việc là giải quyết cái trauma này, nhưng mà thử nói chuyện với ba mẹ nhưng cuối cùng lại không hiệu quả, nên là từ đó cứ dồn nén ở trong lòng và gần như là không thay đổi nên bất lực. Đây là gần như là hai cái user mà tụi em phỏng vấn đầu tiên á, là đều chia sẻ những câu này. Dạ. Và một cái user là bạn chị Nhi, khi mà chị Nhi phỏng vấn thì em đã tìm thấy những cái insight khá là hay, và chị cũng chia sẻ là trục trặc nó cũng đến từ với gia đình này, và gần như là cái bố mẹ cũng có rất nhiều cái expectation cho con, mong muốn con lại làm được nhiều điều, nhưng mà cái sự gọi là góc nhìn của ba mẹ thì không có cho con được cái cảm giác là an toàn khi mà ở trong cái góc nhìn ở trong cái gia đình đó, và lúc nào cũng cảm thấy là mình chưa đủ và mình luôn cố gắng nhiều hơn và luôn kỳ vọng ở những cái điều rất là cao xa, và chỉ dám chia sẻ với mẹ những cái thành công của mình thôi, nhưng mà chia sẻ cả những cái góc độ kiểu xấu xí hoặc là những cái góc độ mình cảm thấy buồn ở trong tình yêu chẳng hạn, thì gần như là rất là khó để mình có thể chia sẻ với ba mẹ. Đây là một cái câu mà khi mà em đọc thì em khá là feel là mình cảm giác gần như là không có an toàn khi ở gần với bố mẹ hoặc là người thân, và chị ấy đã làm như thế nào để mà giải quyết tạm thời được cái vấn đề này, chính là cái việc mà chị ấy sẽ viết ra được những cái lá thư và gửi tới gia đình vào dịp Tết, bởi vì khi mà con mà đi xa nhà thì chị có thể nào mà viết thư rồi gửi tới Tết, rồi tới một năm thì mới có thể đưa một lần để gửi tới ba mẹ đọc thì cũng gần như là không biết làm sao để mà giải quyết được những cái nỗi đau đó, bởi vì qua một năm thì gần như những cái nỗi đau hoặc tổn thất tinh thần đó nó đã trôi qua khá là nhiều rồi, và gần như mình gia đình không có đưa cho mình được một cái sự trợ giúp real time, em nói là vậy, để mà hỗ trợ được mình trong những cái khoảnh khắc đó và gắn kết với gia đình nhiều hơn. Dạ. Ok, thì xong sau đó là tụi em cũng có bỏ vào trong một cái job map về việc từ define tới conclude, và thấy được những cái idea khá là nổi trội là về space, là về những cái không gian để mà họ có thể chia sẻ, hoặc là những cái dịp mà họ có thể chia sẻ là nó sẽ tạo lên nhiều dịp hơn, và cũng như là những cái cơ hội để mà có thể chia sẻ những cái hé lộ về những cái điều mà bản thân và gia đình chưa bao giờ biết, hoặc là gợi nhắc từ những cái kỷ niệm mà gia đình đã có chung với nhau, rồi từ đó là cái tình cảm gia đình nó gắn thiết hơn. Nên là từ những cái idea này tụi em đã làm thêm rất là nhiều research về secondary research ở trên internet, và từ đó thấy được cái program stage và design stage rất là rõ ràng. là gần như user nào cũng muốn chia sẻ cái suy nghĩ và cũng như sự quan tâm của mình với gia đình, để mà gia đình có thể thấu hiểu nhau và mình xây dựng cái mối quan hệ gắn kết và yêu thương hơn. Tuy nhiên thì cái solution ở đây nó đang bị gap, bởi vì có nhiều người, người ta sẽ biết cách tìm ra cái solution cho họ, nhưng đối với lại hai cái user như lần trước á, khi mà họ bày tỏ bằng miệng lại không nhận được cái sự phản hồi, vậy thì làm sao, solution là gì? Thì từ đó nhóm em nó có một cái ý tưởng là làm sao để có một cái solution để tạo ra cái sự cơ hội này, occasion, và từ đó có những cái space là không gian riêng tư và thuận tiện thật sự cho những người con trong gia đình cũng như là ba mẹ có thể chia sẻ cái cảm xúc và suy nghĩ một cách chân thành hơn. Thì từ đó break down ra cái job story á, thì tụi em break ra làm hai cái, một cái là về space, một cái là occasion. Thì cái nói trước về cái occasion là cái cơ hội chia sẻ đi, thì khi mà gia đình kết nối nhiều hơn nhưng mà trước đó là chưa có nhiều cái chia sẻ và cũng như là chưa có sự quan tâm đến nhau, thì họ muốn cái mối quan hệ nó còn được gắn kết nhiều hơn và muốn gợi ý những cái dịp mà tạo ra nhiều dịp hơn để cho các thành viên trong gia đình có thể gửi gắm những cái hành động, những cái yêu thương đó tới các thành viên còn lại hoặc là tới toàn bộ tập thể trong gia đình. Và cái tiếp theo chính là cái việc gọi là cái không gian và cũng như là cái sự gọi là khuyến khích để chia sẻ những cái điều đó. Thì như mọi người thấy là kiểu họ hiện tại là gần như không có những cái công cụ nào để theo dõi hoặc là không có công cụ nào đã đo lường coi thử cái mối quan hệ cảm xúc của các thành viên trong gia đình đang như thế nào, để mà mình biết là ok mình đang thiếu ở điểm nào và mình cần phát triển những mối quan hệ nào trong gia đình để mọi thứ nó trở nên lành mạnh và tích cực hơn. Thì từ đó mình thiết kế ra một cái gọi là một cái sản phẩm hoặc là một cái mong muốn đến từ các thành viên trong gia đình, từ user là về các hoạt động gia đình sẽ được chia sẻ và cũng như là sẽ theo dõi được cái hành trình phát triển và xây dựng cái thói quen của gia đình đó được thực hiện như thế nào. Thì đây là cái phần gọi là discovery của bên nhóm em. Thì tới tiếp theo là cái phần mà solution space và phần delivery á, thì em xin phép được mời anh Lộc. Dạ. Chắc là từ để em bắt mất. Cảm ơn Hằng, chắc nhờ Hằng follow mình. Rồi, chào mọi người. Thì chào mọi người. Thì sau khi là tụi em có conclude lại những cái job to be done, thì tụi em cũng tốn một khoảng thời gian rất nhiều để suy nghĩ về một cái high level solution, làm sao để có thể giải quyết những cái vấn đề mà thoạt nhìn là mình sẽ thấy đó chỉ là những cái vấn đề mà nó vô hình và nó sẽ rất khó để mình đơn giản là mình giải quyết ngay trong một lần luôn. Thì tụi em lúc đó tụi em cũng mới nghĩ ra một cái solution á, là lấy hình tượng về một cái hũ gạo. Đó là lý do tại sao tụi em đặt tên là Pot De Riz. Thì hũ gạo thì sẽ tượng trưng cho một cái hình ảnh gia đình kiểu quay quần bên nhau và chia sẻ những cái vấn đề hàng ngày với mình trong những cái bữa ăn. Dạ rồi, thì đầu tiên á, thì nói sơ qua về Pot De Riz, thì đây sẽ là một cái application giúp cho một solution giúp cho solution giúp cho các thành viên trong gia đình được gắn kết với nhau nhiều hơn thông qua những cái hoạt động thay thế cho hoạt động hàng ngày của họ. Đầu tiên thì tụi em cũng có đi qua workflow và có nhận thấy là sẽ có những cái action, những cái hoạt động hàng ngày của các thành viên trong gia đình. Ví dụ như là khi mà các thành viên quay quần bên nhau thành một cái family circle, thì đâu đó họ cũng sẽ mong muốn là sẽ có những cái hoạt động chung với nhau, kiểu hoạt động chung với nhau và để gắn kết thêm gia đình trong cái family circle đó. Thì từ đó nó sẽ có những cái to-do list họ mong muốn làm. Tuy nhiên khi mà đi sâu vào hơn thì sẽ có những cái action, ví dụ như là những cái lời dặn dò hàng ngày của bố mẹ dành cho con cái, hoặc là những cái lời dặn dò của con cái khi trưởng thành dành cho bố mẹ, giả sử là đã lớn tuổi chẳng hạn. Thì từ đó là mình sẽ cảm thông được là sẽ có những cái hành động là gửi những cái lời dặn dò, những cái love message. Ngoài ra thì đương nhiên là khi mà trải qua hàng ngày với nhau thì gia đình cũng sẽ có những cái lần trao đổi để gọi là chia sẻ những cái suy nghĩ và những cái cảm xúc mà mình muốn nói ra dành cho gia đình. Thì sau cái quá trình mà tụi em deep dive vào cái problem space thì tụi em nhận ra là những cái lời dặn dò, những cái lời yêu thương hay là những cái suy nghĩ và cảm thông cho gia đình đó thì nó thật sự nó rất là khó để nói ra. Và ngoài ra thì hình ảnh hũ gạo là cái hình ảnh chính của solution của tụi em, thì nó cũng sẽ liên quan nhiều đến việc là mình sẽ đánh giá dựa trên là cái hũ gạo đó nó có được lắp đặt bằng những cái hoạt động dặn dò, gửi lời yêu thương hay là những cái chia sẻ về cảm xúc của các thành viên với nhau. Ngoài ra thì nếu mà mọi người thấy trong những cái hoạt động truyền thống á, thì có thể là mình sẽ lưu giữ lại những hình ảnh chung với nhau trong gia đình, và maybe là sẽ place nó vào một cái album ảnh, được xem như là một cái family journal để giống kiểu là để lưu giữ những cái khoảnh khắc đáng nhớ trong cái suốt cái hành trình của các thành viên trong gia đình với nhau. Dạ rồi, thì đó là về cái workflow, giống như là workflow hàng ngày của một gia đình. Rồi thì sau đó thì tụi em mới xác định ra là vậy thì với những cái workflow như vậy thì sẽ có những cái actors nào. Thì đâu đó nếu mà mọi người hình dung thì mình sẽ có những cái actors như là family member và family administrator. Đơn giản là sẽ cái application, cái solution của mình thì sẽ bao gồm cho phép những cái thành viên kiểu sử dụng các solution để có thể giải quyết những cái vấn đề của họ và improve cái mối quan hệ gia đình của mình. Và đâu đó cũng sẽ có một family admin để họ có thể coordinate, có thể tạo ra những cái event chung hoặc là với gia đình của gia đình với nhau trong cái solution. Và ngoài ra thì không thể thiếu cho một cái application, đó là system. Dạ rồi, thì cái lúc mà em làm cái ORD dành riêng cho solution của mình thì cũng có khá là nhiều cái data object. Em muốn go through qua với mọi người quickly là đâu đó ngoài cái những cái data object chính ví dụ như là log message, family journal, những cái shared post, thì mình sẽ có conflict chart ở đây tượng trưng cho cái rise spot của mình. Thì khi mà đi sâu vào cái feature của solution thì tụi em sẽ xây sâu hơn, nhưng mọi người nhiều có thể hình dung đó giống như là một cái hũ gạo chưa được lấp đầy, và sau này nó sẽ được lấp đầy bởi những cái hoạt động hoặc là những cái hoạt động xung quanh cái application mà các thành viên trong gia đình sẽ làm chung với nhau. Và ngoài ra sẽ có những cái data object khác cũng quan trọng không kém, sẽ là những cái mood entry, những cái relationship, những cái to do và reaction trên những cái post. Dạ rồi. Ê, cho anh bảo em thử nói kiểu em giới thiệu khoảng 2-3 cái main data object ấy, để mọi người hiểu là kiểu cái data object nào mà bọn em đang focus vào ấy, kiểu vậy, giới thiệu là kiểu mục đích rồi các cái quan hệ của nó với mấy cái thằng khác là như nào kiểu vậy. Dạ ok, cảm ơn anh Nam. Thì tụi em đâu đó sẽ có khoảng 4 object chính, đó là user là tương ứng sẽ là family member, đại diện cho một family member sử dụng application. Tiếp theo là family sẽ tương ứng là một cái family circle, là gather những cái user lại với nhau thành một family. Tiếp theo sẽ là conflict chart. Conflict chart nó sẽ là một cái một cái data object đại diện cho cái right spot mà user cần fulfill. Dạ rồi. Ngoài ra thì sẽ có những cái data object nó support cho cái idea, đó sẽ là family journal, là shared post, là to do và love message. Còn các data object còn lại thì đơn giản chỉ là support cho những cái flow để application chạy thôi. Rồi, ok, thank you. Dạ rồi, cảm ơn anh Nam. Dạ rồi, thì tuy nhiên thì khi mà vào detail hơn thì maybe là với một cái góc nhìn của product manager thì sẽ muốn team developer có thể hiểu được về cái database nó sẽ bao gồm những cái bảng nào và những cái relationship như thế nào, thì tụi em cũng có prepare một cái ERD để thể hiện cái mối quan hệ giữa các bảng với nhau, just to make sure là developer có thể develop một cách dễ dàng hơn dựa trên mà không cần phải quan tâm quá nhiều. Dạ rồi. Dạ rồi thì sau khi share xong với mọi người về workflow và ORD thì em sẽ đi vào sâu hơn vào cái solution. Thì với tụi em có 2-3 cái low level artifact là những cái activity diagram, wireframe và user story. Với cái job story đầu tiên mà hồi nãy Hằng có mention thì có là tracking family relationship dựa trên là family registrar. Thì tụi em có một cái feature gọi là entry point, đó là onboard một cái new user vào cái application Pot De Riz của tụi em. Thì đi sâu vào activity diagram thì family member đâu đó sẽ có thể download cái app, sign up as a new user. Sau khi sign up và login thì sẽ redirect vào home screen, đi những cái thông tin cơ bản như là email, password, confirm cái password đó, và application sẽ validate cái form data đó. Nếu mà lỗi thì sẽ reset lại, và nếu ok thì sẽ allow user để submit cái form để hoàn thành cái việc mà đăng ký. Sau đó thì application sẽ redirect user về cái màn hình chính, và muốn user hỏi người xem là có muốn allow cái push notification để dành save những cái notification này sau khi mà những cái feature khác push cái notification vào device của mình hay không. Nếu mà user disallow thì hoặc là allow thì cũng sẽ navigate đến cái welcome screen và tiếp tục với cái application. Sau đó thì sẽ redirect cái user đó về home screen. Dạ rồi. Tiếp theo sẽ là về wireframe. Thì wireframe chủ yếu là mọi người sẽ muốn được visualize cái góc nhìn hồi nãy. Sau khi mà mình đột through cái activity diagram á, thì như thế này thì mình sẽ mở những cái option là cho phép user login với Apple, với Facebook, hoặc là sử dụng phone number, và sau khi vào thì sẽ cho phép mình đặt tên rồi đặt tên, và đây thì nó làm sự cái luồng tạo family circle. Xíu nữa khi mà vào sâu hơn thì chị Nhi sẽ share cho mọi người. Tuy nhiên đây sẽ là một cái luồng để một cái luồng onboard sau khi user đã có account thì sẽ tạo một cái family circle để invite các user join vào chung. Dạ rồi. Khi mà đi sâu hơn, mọi người sẽ hình dung là sau khi đã có wireframe và activity diagram rồi thì sẽ prepare một cái user story để onboard, để developer có thể implement. Thì sẽ list out những cái after precondition statement và acceptance criteria. Dạ rồi, thì đó là cái feature đầu tiên liên quan đến preliminary registrar. Thì phần tiếp theo thì sẽ nhờ chị Nhi share với mọi người. Hello mọi người. Hello chị Hồng. Ok, thì sau khi mà các bạn family admin đó tạo ra cái family circle này xong và mời member joining qua cái link á, thì nó sẽ bắt đầu đến cái flow tiếp theo sẽ là cái luồng swap to match của của cái app. Thì cơ bản về cái luồng này á, nó sẽ có thứ nhất là mình user khi mình tạo ra cái account thì user có thể lựa chọn trở thành family admin, và khi mà nếu như bạn user đó là family admin của cái circle này thì bạn sẽ input những cái thông tin về family name vân vân, và đồng thời cũng sẽ fill out những cái list câu hỏi về IP question, hoặc là có thể có những một cái list default suggest những cái IP question mà bạn muốn hỏi đối với family của mình. Và từ đó thì bạn bấm submit và sẽ tạo ra một cái thì khi đó một cái circle đã được tạo ra và bạn có thể mời những cái user khác tham gia thông qua một cái link. Khi mà những cái user khác tham gia thông qua cái share link này á, thì mọi người sẽ bấm accept và invitation và được dẫn đến một cái gọi là family circle waiting room. Thì khi mà cái waiting room này đã được đầy đủ member rồi, thì khi đó admin có thể click một cái nút một cái button đã bấm start to start. Thì khi mà bấm start, những cái câu sẽ có một cái notice gửi đến cho các thành viên trong gia đình để có thể bắt đầu thực hiện cái trả lời cái câu hỏi AOP. Cái cơ chế của câu hỏi AOP swipe này, swipe to match này nó sẽ là lựa chọn ra những cái user nào có ít cái câu trả lời mà nó giao nhau ở những cái câu trả lời AOP nhất, để một phần nào đó nhìn ra được một cái vấn đề là ok, có thể là đến với những cái người mà người ta có quan điểm khác nhau hoặc là những cái mindset khác nhau, thì cái câu trả lời của họ nó đang khác nhau, và có thể nào đó có một cái hint là họ đang có một cái vấn đề nào đó về cái mối quan hệ của mình trong gia đình, và mình sẽ match họ thành một cặp để từ đó mình đưa ra những cái hoạt động tiếp theo và encourage họ. Mình sẽ show ra cái hũ gạo giống như một cái dashboard giữa để nó tracking cái action giữa hai cái user này, và từ đó mình sẽ đưa cho họ những cái challenge để họ có thể làm và increase được cái hũ gạo đó. Thì đây là cái wireframe mà nó mô tả cho cái flow hồi nãy, tức là khi mà các family member joining vào trong cái waiting room này đầy đủ thì admin sẽ click start, và sau đó thì sẽ có một cái notice để gửi cho các member khác để thực hiện cái câu trả lời squad AOB. Và sau khi squad xong thì Martin sẽ calculate và sẽ tìm ra một cái file match, và từ đó thì sẽ matching họ với những cái cặp match và show cái progress của mình. Cái phần trăm của cái right draw này sẽ được tính dựa trên cái độ match nhau giữa cái câu trả lời, và những cái câu trả lời đó thì nó sẽ được design theo hướng là nó chỉ là personal reference và nó không có mang tính ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ như họ thích mua một con chó thành con mèo trong nhà hơn, ví dụ như vậy. Và bắt đầu với những câu hỏi simple thì tụi mình sẽ nâng cái level lên để cho nó trở nên abstract hơn. Ví dụ như những câu hỏi về mindset, những câu hỏi về perspective, mà ví dụ như in your opinion thì cái thành công ở xã hội hiện tại là gì, thì chắc chắn đối với bố mẹ thì nó sẽ có những cái gap về cái mindset khác nhau, đối với những người trẻ hơn thì cái mindset khác nhau, và từ đó mình sẽ tìm ra cái cặp mà match để mình encourage họ với những cái to-do list hoặc là những cái courage challenge ở dưới này. Rồi sau khi mà cái điều đó được việc đó được happen thì tụi mình sẽ có một cái cơ chế là thông qua những cái hoạt động sau đây mà Thoa sẽ present, thì với có những cái cơ chế đó, ví dụ như San Suy lớp message lớp on sharebox thì tụi mình sẽ có một cái benchmark để calculate những cái hoạt động đó, và từ đó mình sẽ tăng cái điểm cho cái wire này. Và đối với những cái hoạt động, nếu mà nó càng làm nhiều hoạt động thì cái wire này cái phần trăm nó sẽ càng tăng nhiều hơn. Đồng thời và khi mà có một user người ta click vào, ví dụ như đang click vào bố, click vào mẹ, hoặc click vào sister vân vân, thì họ sẽ nhìn thấy cái phần trăm này đang được increase dựa trên cái những cái hoạt động đó. Tụi mình cũng có thử phát một vài cái benchmark cho những cái detail action, và ví dụ như mỗi cái action như là send một cái message hoặc là react cho một cái message cũng được count một cái số điểm nhất định. Thì đó là về cái phần feature chính của tụi mình. Bây giờ mời Thoa đến các phần những cái hoạt động ha. Dạ ok. Dạ rồi. Em đi tiếp những cái feature trả lại. Thì đầu tiên là Product List Creation. Cái này thì em gọi Product List, nhưng mà cái ngôn ngữ đó em gọi là To-Do List. Thì khi mà user họ click vào cái tab To-Do List thì họ sẽ có hai sự lựa chọn. Là automatic ở đây là cái hệ thống phải suggest cho những cái hoạt động mà user họ có thể làm với lại cái care của họ. Còn cái DIY là họ tự tạo ra cái To-Do List riêng. Thì nếu mà click vào To-Do List automatic thì hệ thống nó sẽ dựa trên những cái reference, dựa trên cái độ mát, đánh giá dựa trên những câu hỏi mát rồi phần mát các thứ để đưa ra cái specific idea cho họ, và user họ có thể chọn hoặc là không chọn làm theo những cái này, họ có thể tích để họ đưa vào cái to-do list của họ. Thì cái chỗ cái phần to-do list này á, thì tụi em đang để có 3 cái, và cái lớp message share post thì nó sẽ nằm trên ngay trên app luôn, cái group activity á, thì nó sẽ nằm ở phía ngoài app, và tụi em đang để 3 cấp cho nó để user có thể chọn. Rồi ok, khi mà chọn xong thì sẽ save lại trong cái to list rồi. Thì nó sẽ end cái phần automatic. Còn đối với cái DIY thì cũng tương tự, nhưng mà cái lúc này user sẽ tự nhặt từng cái to list riêng của họ. Còn cái chuyện mà to start là chọn người muốn làm cùng với nhau thì họ có thể chọn được nhiều hơn một người để cùng làm cái hoạt động đó. Và rồi ok, thì cái này là cái việc mình tạo ra cái to list, topic list. Còn này là về wireframe cho mọi người ở đây. thì cái này là cái option chọn automatic nó đưa ra như thế này. Những cái tick này là những cái mà khi mà user đã thả là họ đã làm xong một cái tick. Ok, rồi em đi xuống có cái phần send log message với lại report. Thì send log message nó sẽ hoạt động như là một cái khi tin nhắn bình thường, nhưng mà nó sẽ chỉ tập trung vào cái chuyện là họ xem những cái log message mà được làm trong to list hoặc là họ có thể tự xem mới. Thì họ có thể click vào cái button cộng ở chỗ này để hiện ra cái demo, cái screen demo như thế này để họ chọn là ok, họ có thể send cho mom hoặc là send cho sister hoặc brother gì đó. Dạ rồi. Thì những cái suggest you still have much upload to send ở đây nó có nghĩa là kiểu những cái còn làm công tư họ mà phải send log message đó, thì họ sẽ phải click vào đây rồi họ send trực tiếp dẫn tới cái screen message tới cái user đó luôn. Dạ rồi. Thì này cũng cơ chế hoạt động cũng giống như tin nhắn bình thường thôi, one-on-one. Tiếp theo là cái phần share post, thì tụi em sẽ hoạt động như là cái up cái bài post. Thì user họ cũng có thể là có hai endpoint là user có thể đi từ cái to list, là từ cái to list họ chọn là khi mà gắn tác cái share post á, họ chọn to list share post đi, thì nó sẽ nhảy qua cái trang này để mà họ share những cái suy nghĩ của họ hay tài điểm của nó, hoặc là họ có thể tự vào cái trang share post để họ randomly họ làm một cái share post mới. Thì những cái việc mà cơ chế nó link với lại cái to list là để tính điểm cho cái phần writer ở phía bên này hồi nãy chị Nhi có nói tới. Dạ rồi. Có một cái mà em đang muốn share thêm một xíu là về cái phần trăm tính to list đó. Em share cho mọi người hiểu hơn một xíu về cái cơ chế mà đưa ra cái suggestion của to list. Thì to list thì hiện tại là FYI là tụi em không ứng dụng, tạm thời chưa ứng dụng AI vào ở giai đoạn này, mà tụi em sẽ dựa vào cái phần trăm max của user với lại cái cách mà họ trả lời cái câu hỏi đó, để mà có thể đưa ra được những cái tụi em sẽ đưa theo range, ví dụ như cái range từ 0 tới 30% thì sẽ có những cái bộ to list riêng, từ cái độ max từ 30 cho tới 70 chẳng hạn sẽ có bộ to list riêng kiểu vậy. Thì dựa trên những cái độ phần trăm max với lại những cái câu hỏi khác nhau thì tụi em sẽ đưa ra cái những cái bộ to list để suggest to user. Dạ, thì em clear lại xíu về cái phần to list. Rồi, dạ, cái phần tiếp theo là nhờ chị Hàng nói về cái enhancement sắp tới. Ok, dạ, cảm ơn ba thành viên vừa rồi của nhóm em. Thì chắc là em xin phép được chốt lại một vài về cái bài này của tụi em qua cái việc gọi là upcoming feature, và cũng như là đây cũng là một cái phần giống như nếu như mà tụi em gọi vốn thì thành công á, thì tụi em đã sẵn sàng là tụi em đã có những cái format về redirector và có thể tự sáng tạo và cũng như là cải tiến cái sản phẩm này để phù hợp nhất với lại thị trường Việt Nam. Và đồng thời thì hồi nãy mọi người cũng có nghe Kha chia sẻ thì bạn Kha ở đây cũng là một cái ứng viên rất là tiềm năng để mà em rất là muốn nhấn mạnh lại để các hiring manager có thể lưu tâm và chú ý về cái bài portfolio này của bạn ấy, bởi vì bạn ấy là một người rất là chăm chỉ và cũng như là lead em rất là nhiều trong nhóm này. Thì ok, cái feature mà tụi em sắp tới á, thì mọi người cứ bình tĩnh nha, thì sẽ có gọi là vision rewire, tức là được lại như là tổng kết của một năm hoặc là trải qua những cái dịp nào đặc biệt, ví dụ như đậu. Ủa, chỉ có mỗi Hằng thôi hay là chị? Hằng với mọi người chung một đường dây mạng mà sao có mỗi dịp alo được để. Ủa, cơ Hằng giật cái máy của chị Nhi nói nốt được không? Cái máy của Hằng hơi lắc á. Alo. Rồi Hằng qua máy. Dạ, xin lỗi tại vì MacBook M1 16GB của công ty K hơi chậm, xin lỗi mọi người. Thì em tiếp theo là em nói tiếp về cái phần AI là một công nghệ hoàn toàn mới, và em tin là cái phần AI này nó sẽ tạo ra cho cái app và cũng như là người sử dụng có rất là nhiều cái ý tưởng mới về các hoạt động mà mình có trong gia đình. Tại vì hồi nãy cái flow mà bạn Khai chia sẻ thì tụi em hiện tại đang sử dụng có là những trên những cái data object mà tụi em hoặc là data mà tụi em ghi nhận lại được thôi. Nhưng mà với AI á, thì nó sẽ tạo rất nhiều cái ý tưởng mới nữa, và cũng như đây là một cái nguồn mà em nghĩ là tụi em có thể go to market và lấy profit từ cái sản phẩm khi mà cho nhiều vendor chuyên tổ chức những cái hoạt động gia đình hoặc là tổ chức hoặc là bán những cái sản phẩm dịch vụ liên quan tới kỷ niệm để cùng sử dụng cái feature này và cũng như là make more profit với lại cái feature này. Và cũng như là hồi nãy cái câu hỏi của chị Daphne nha, là em có ghi sẵn vào đây rồi, tức là em cũng đã nghĩ tới cái trường hợp là những thế hệ trước, ví dụ như ba mẹ hoặc là nhiều nhà có cả ông bà cùng tham gia nữa thì sẽ làm sao. Nhưng em tin là ba mẹ nào cũng sẽ có Zalo và TikTok ở trong điện thoại, bởi vì ba mẹ em là một người lâu tách, nhưng ba mẹ em sẵn sàng cả TikTok và cả Zalo chứ không xài Facebook. Thì tụi em sẽ triển khai cái app này ở trên dưới dạng là Zalo mini app và integrate nó, và từ đó sẽ expand cái user segment và cũng như là tạo cho user có đa cái trải nghiệm ở trên các phương tiện truyền thông và các phương tiện điện tử ạ. Dạ em closing message là gì? À dạ ok thì dạ đúng rồi, thì em cũng muốn nhấn mạnh một điều nữa ở đây, thì tức là cái đây là một cái công cụ mà gần như là nếu như mà mình muốn thì mình sẽ làm, mà mình không muốn thì mình tìm lý do. Đây là chắc chắn là tụi em sẽ không thể nào thay đổi hoàn toàn mindset của các thành viên trong gia đình mà đang sử dụng các cách truyền thống được, nhưng mà take mindset dần dần thì cái nếu mọi người sử dụng cái feature này thì đảm bảo nó sẽ cho ra được những cái outcome rất là rõ ràng ở trong gia đình. Dạ, thì đây là cái bài present của nhóm em xin phép được kết thúc về mở màn cho màn trưa nay ạ. Ok. Rồi, cảm ơn em. Rất là hùng hồn. Tức là chị Điên tưởng tượng nếu mà bài này không phải là bài thuyết trình về product nha, mà là sales hoặc marketing á, thì có thể là nó sẽ chắc là cũng hùng hồn đó. Thì chắc là chị feedback nhanh trước, xong rồi xong chị sẽ pass lại cho Thành và Nam. Thì đặt trường hợp nha, assuming là cái vấn đề của tụi em là vấn đề đúng và đáng giải quyết. Chị đang đặt giả định là vấn đề này đáng giải quyết nha. Thì cái phần solution thì chị thấy có những cái concept cũng khá là sáng tạo, chung là cũng thú vị, cũng có những cái sự liên quan nhất định, nhưng mà chị nghĩ là chắc một cái bài toán lớn nhất của chị với bài này á, là đâu đó khi mà nhìn lại cái khu vực problem space á, thì chị chưa thấy được cái sự chặt chẽ từ cái quá trình mà mọi người phỏng vấn người dùng, conclude ra job story. Bởi vậy nên là có một cái băn khoăn của chị khá lớn là cái độ đáng tin cậy và cái chất lượng của cái job story. Và khi mà cái em dựa solution của mình trên cái job story, hai cái job story đó, thì chị so far thì chị cảm thấy chưa hẳn là thuyết phục lắm đối với chị. Thì đó là cái comment của chị cho bài này in general. Còn như cái feedback ban đầu của chị về mặt Wood đó, là nếu mà chị assume là đây là một vấn đề solid và validated và vấn đề này có thật, thì chị nghĩ là cái solution này nó cũng có thể là nó cũng make sense với cái vấn đề này. Hằng quay về cho chị cái chỗ chắc là tại vì con chữ nó chưa có được gọn ghẽ, nhưng mà ý tưởng thì có ở đó. Em tự đi về cái phần research thì cái phần là cái phần research đó. Cái khi mà team Nhi research đó thì và đọc những cái mà các bạn chia sẻ về cái thứ mà cái solution mà các bạn đang thử cố gắng nhưng mà bất lực á, thì những cái solution này nó vòng đi vòng lại, nó quay về ba thứ, đó là không gian, space, occasion, đó là cái cơ hội để được bày tỏ, và cái courage, tức là cái động lực được khuyến khích, tức là không có động lực không khuyến khích. Thì những cái câu hỏi này, những cái câu trả lời nó đều pass qua ba cái thứ này, thì từ đó thì team Nhi mới thấy rằng đây là một trong những cái thứ có thể được xử lý, đưa ra solution. Cái thứ hai là lúc đi research về vấn đề này thì thấy nó có vấn đề quá nhiều về tâm sinh lý, cho nên là và cũng có nhiều cái gap về mindset giữa các thế hệ, cho nên và bởi vì cái gap đó cho nên là mọi người mới xảy ra câu chuyện là miscommunication. Nhưng mà for sure một điều đó, là intention, tất cả đều là tốt cho nhau, cho nên là mới thấy có một cái đoạn gap ở giữa và quyết định là hay là ok, vậy thì với cái intention good đó thì mình sẽ tạo cho họ cái cơ hội để được sharing và được chia sẻ nhiều hơn. thì cái communication nó chỉ là cái phần layer cuối cùng. Và ba cái yếu tố là space, occasion và courage là ba cái yếu tố mà giải quyết được cái ngại ở giữa của cái phần này. Thì chắc là không có giải sâu rõ trên cái phần này. Okay. Vậy chắc em chỉ suggest nhỏ thôi, là có thể mỗi một cái job story mà mọi người ghi ra có thể mình đính trực tiếp những cái quote dẫn chứng cho những cái đó luôn. Thì em thấy kiểu có thể là nghe nó đỡ lùng bùng hơn tí xíu. Ok, Daphne xong rồi đúng không? Dạ, anh em tiếp đi. Ok, thì chắc là để anh nói nhé. Thì cũng như Daphne ấy, về sau mọi người có nói một cái câu là đúng là lúc mà về sau mọi người nói một câu là mình cảm giác không an toàn khi ở cạnh bố mẹ hoặc là người thân. Thì những cái quote đấy nó rất là resonate ấy. Tại vì thường là mình là những người product ấy, khi mà mình nói ra những cái ngôn ngữ của mình, ý là nó đã qua một cái filter ở trong đầu của mình rồi, và nó là kiểu một cái filter nó rất là chung và nó mang tính trừu tượng. Thế nên là mình bị bias rất là nhiều về cái văn mà người ta hiểu. Thế nên là khi mà mọi người dùng đúng cái quote đấy, mọi người ném một cái vào job story ấy, thì người ta sẽ có cái dung cảm, hoặc là kiểu họ nghe sẽ dễ hiểu hơn rất là nhiều. Tại vì họ là người có những cái problem họ không đi sâu vào đâu. Thế nên là họ chỉ cố gắng nói theo những cái mà nó đơn giản nhất thôi. Thế thì nó sẽ là dễ hiểu nhất. Thì anh cũng rất đồng ý với cả Daphne về cái đấy. Về cái problem, anh thấy cái phần problem này nó về phần solution thì anh chưa rõ, nhưng mà cái problem này nó mình nói phát mọi người đều hiểu, là cái generation gap. Cái đấy ai cũng có rồi, có rất nhiều luôn ấy. Ý là nói một phát là mình biết cái vấn đề này nó potential như nào thôi. Thì nói chung là kiểu cái phần problem mọi người đi tách ra khá là hay. Rồi những cái research question khi mà mọi người đặt ra thì cũng có discover được khá là nhiều những cái conceptual element, ví dụ là yếu tố nào ảnh hưởng này, xong rồi ảnh hưởng thì nó sẽ là lên như nào. Thì về mình thấy cái tầng gọi là cái tầng trừu tượng của cái problem space của mọi người khá là hay. Tuy nhiên là kiểu nó hơi advanced so với cái khóa này, nên là mình chỉ copy thế thôi. Với cả một cái advanced nữa là mình thấy hai cái khá là hay là khó để nói ra với cả thiếu cái cơ hội để nói ra. Tuy nhiên là trước mình không biết là mình đã nói với mọi người chứ nhỉ, có cái framework về behavior nó là B bằng MAP ấy. Chắc là Daphne có gì nhắn ra cho anh. Thì tức là nó bao gồm là cả motivation, cả ability, cả triggers. Thì cái occasions của mọi người chỉ là một cái trigger thôi, còn cái ability với cả cái motivation thì đối với mình cái phần motivation nó khá là quan trọng. Ý là cái việc mà ability là bố mẹ share lên hay không thì mình không khó đâu, nhưng mà vấn đề motivation là gì ấy, đúng không? Chứ còn ví dụ bây giờ bảo giả sử đi, bảo là mẹ mình nói yêu mình đi, siêu khó luôn. Hoặc là ngược lại, mình nói yêu mẹ mình, siêu khó luôn, trừ khi là mình sắp hết tiền. Đấy. Thì quan trọng là cái motivation là cái gì. Thì mình thấy cái này nó rất là quan trọng, và chưa thấy cái solution nó tackle vào mấy. Thế tuy nhiên là kiểu cái phần mọi người làm rất là tốt là cái ability build để trigger ấy. Thì tức là kiểu mọi người, mình thấy cái việc mà trả lời một vài cái question xong rồi match luôn, nó rất là đơn giản. Ở đâu đó kiểu trả lời question lại còn kiểu swipe, nó siêu đơn giản luôn, để đánh giá được là xem cái gap giữa những cái mối quan hệ trong gia đình là bao nhiêu. Thì mình thấy cái solution đấy hay phết, sáng tạo đấy. Thì tuy nhiên là nó vẫn trống ở cái đằng sau là nếu mà map rồi thì tiếp theo thì như nào. Tại vì cái sharing với cái love message thì có vẻ nó rất là khó rồi. Thôi dạ ok, em hiểu. Em nói lại cái point của anh là kiểu khi mà anh chị bấm follow, dạ cái là khi là nói cái send love message, tụi em gọi là love message, nhưng mà không phải lúc nào cũng nói là ok con thương ba, con thương mẹ, hoặc là ngược lại mẹ thương con, kiểu vậy. Và tụi em muốn để nó gọi nó là love message là để cho mọi người hiểu là bất kỳ cái lời nói nào quan tâm tới gia đình của mình đều là love message hết. Sorry. Vừa nói mẹ gọi Dạ. Ok, thì ý là xem log message của tụi em ở đây. Sorry nếu mà hồi nãy em nói chưa có rõ, mọi người chưa hiểu ý. Nhưng mà cái tên của nó là như vậy. Nhưng mà thực ra khi mà làm ra cái to list á, thì mọi người không nhất thiết phải nói là ok tối nay nhớ nhắn mẹ, nói mẹ ơi con yêu mẹ, mà có phải là chiều nay hỏi là mẹ ơi mẹ ăn cơm chưa, hoặc là mẹ ơi chiều nay mẹ ăn gì vậy, kiểu vậy. Thì thực ra đối với cái philosophy khi mà tụi em build cái tính năng này, nó sẽ khác với lại cái chuyện là send message ở những cái app khác. Nó là những cái lời nhắn nhắc nhở nhỏ thôi thì cũng là love message rồi, dạng gì đó. Anh hiểu. Nếu mà frame theo cái này thì hay. Thì nếu mà một cách nữa để làm mọi người giảm cái gọi là cái ability xuống ấy, là cái em vừa nói luôn đấy, mẹ ơi mẹ ăn cơm chưa, hoặc là hỏi về bệnh tật xem chẳng hạn, kiểu dạo này khớp các thứ thì ổn không, thì mình gợi ý cái đấy, xong rồi mình bấm một phát giống như là mọi người nhìn thấy cái gợi ý của cái Messenger hay của LinkedIn đấy, nó bấm một phát nó gửi được luôn đấy. Thì Có một cái quan sát thì em thấy ngay chỗ này là lúc mà em lên Visually em lấy template thì nó có một cái phần là cái tin nhắn, em thấy cũng hợp lý cho nên là em giữ nó luôn. Ok. Còn về phần này, nó cũng hợp lý. Còn về phần này thì nó technical hơn này. Một là về phần data object thì mọi người cần sắp xếp lại cho cái data object nó trông có quy hoạch hơn một tí nhá. Còn kiểu này nó hơi trông đây. Thì nó hơi tiền đình một tí. Thì tại vì kiểu anh không nhìn được. Mọi người có thể, tại vì cái công sắp xếp nó rất là phức tạp đó nha. Mọi người kia mình nghĩa là mình cứ tưởng vẽ đúng hoặc là hay, nhưng mà kiểu nếu mà mình vẽ như này người ta đọc rất là khó luôn. Hay là kiểu cái việc mà sắp xếp lại nó cũng siêu khó luôn đấy. Ok, cố gắng đưa những cái actors ra phía bên ngoài ấy, ở cái vòng bên ngoài ấy, thì mình nhìn nó dễ hơn. Các cái relationship nó đã bị rối vào nhau. Với cả thiếu cái notion cho main data object. Anh đang cảm tưởng là cái màu tím này là cái main data object đúng không? Thì có thể đang thiếu notion cho cái đấy. Ok. Còn soi kỹ hơn một về tốt thì anh thấy cái cấu trúc bài về phần job story với cả user story khá là tốt. Kiểu mọi người để từng cái job story, xong rồi các cái activity diagram trong đấy như nào, xong rồi từng cái user flow trong đấy như nào. User story mọi người viết cũng khá là đầy đủ, cấu trúc đủ precondition actor. Tại vì mình sợ các mọi người là làm lung tung nên là mình đọc rất kỹ vào trong từng cái user story để xem mọi người làm như nào. Về phần activity thì phần check cái này thì chắc là mọi người nốt nhanh. Thôi để anh gửi lại cho mọi người sau để cho thành comment. Một là một cái là dùng form note bị sai mục đích, và một cái là bị dùng cái start end thì là nó không đúng theo notion. Còn đấy, overall của nhận xét của anh thì problem mọi người làm khá là tốt. Cách cái thể hiện thì mọi người thể hiện ra xịn hơn tí, như cách Daphne nói ấy, mọi người chịu khó làm thêm cái khuôn tí. Cái đấy là cái để bridge mình đến những cái investor hay là đến những cái người dùng khác nhanh nhất. Thì có một, chắc là có thêm một cái feedback nhanh của chị lúc mà Q&A thì chị hiểu rõ hơn cái intention và cái sự kết nối giữa vấn đề qua giải pháp đó. Nhưng mà cái lúc mà mọi người thuyết trình nó không biết có phải là do thông tin overload không, nên là chị cũng hơi không connect được điều đó từ interview qua job story qua bên kia nó cái liên quan đến như thế nào á, nên chắc có thể lưu ý một tí xíu về phần trình bày là mọi người cố gắng để nó mạch lạc nhất có thể, kiểu từ A qua B qua C làm sao để ngay lập tức thấy nó make sense á. Rồi sau mà những cái thông tin chi tiết thì có thể là mình sẽ đào sâu hoặc mình giải thích thêm sau vào. Thì chắc là mọi người lưu ý cái share thêm cái xíu về cái flow thuyết trình thôi. Cái tính kết nối của mọi người ấy, nó siêu quan trọng trong một bài luôn ấy. Dù là mọi người chỉ làm khoảng 5 element nhưng mà 5 element đấy nó đều nối lại với nhau hết ấy. Thì nó cực kỳ hay luôn. Kiểu như nôm na là storytelling, nhưng mà chắc là thôi dùng từ đào to búa lớn quá. Nôm na chị muốn đảm bảo được cái sự mạch lạc trong cái mạch lạc, cái độ mạch lạc từ A qua B qua C, mọi thứ nó kết nối lại. Ok, Đây là phần nhận xét của anh. Còn gì anh sẽ gửi lại cái này cho mọi người. Thank you mọi người. Good work, good work. Okay, thank you. Mình bật mic lên mình nói một câu thank you. Để Thành nói nốt thôi. Ok, rồi. Thì chắc là ngoài những cái mà Dương với lại anh em cũng có nói á, thì Thành nghĩ là khi mà nhìn vô cái data point mà mọi người phỏng vấn, nhất là xoay quanh cái chuyện là bạn đã giải quyết những bạn đã thử những cách như thế nào để giải quyết những cái family problem này á, thì mình thấy là có hai bạn bảo là không làm gì cả. Và mình nghĩ là cái phản ứng hay là cái việc mà người ta đang không làm gì cả để mà giải quyết vấn đề này nó cũng tương đối là phổ biến và dễ hiểu. Thế nhưng mà có một cái data point mà bạn đấy dùng một cái cách thức khá là tốn effort và não, đó là ngồi viết ra những cái vấn đề gặp phải và dịp Tết thì sẽ dồn lại thành một lá thư. Thì xét về cái góc độ mà nhìn vô problem space á, thì một cái chỉ giáo cho cái việc problem đó nó đáng giải quyết là khi mà người ta đã commit cái effort và investment vào. Thì cái case này á, nếu mà mình có thời gian thêm á, thì Thành recommend là mình nên đào sâu nhiều hơn về cái situation và context, là cụ thể tại sao bạn lại bắt đầu cái chuyện viết đó thay vì cái chuyện không làm gì cả. Thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến mental health hay là một cái khía cạnh nào đó trong cuộc sống mà khiến cho bạn bắt đầu tìm kiếm cái solution là tự viết ra và gửi bố mẹ thành một lá thư. Thế nhưng mà khi mà mình làm sản phẩm thật á, thì dường như mọi người có thể hình dung là phỏng vấn 10 người thì hết 8 người á, là sẽ không làm gì cả để giải quyết vấn đề, nhưng mà 2 người á, mà có đầu tư công sức để giải quyết á, là nó giống như là 2 cái viên ngọc quý vậy. Thì mình sẽ phải đào sâu rất là kỹ để mà mình tìm hiểu cái situation, cái context của họ, và chính những cái người mà đang cố gắng giải quyết cái vấn đề như vậy thì nó sẽ là cái đối tượng dường như là cái target audience luôn. Nếu mà mình muốn giải quyết cái vấn đề này cho họ thì mình sẽ cố gắng mình phỏng vấn rất là sâu và mình extract ra được những cái tính chất về situation và context, để mà từ đó mình làm những cái nó gọi là không chỉ là về sản phẩm, mình còn định vị nữa, kiểu cuộc sống của họ như thế nào, tại sao họ lại tìm cái vấn đề cho giải pháp này. Thì tất cả những cái thông tin đó mình có thể sử dụng để mà mình định vị position cái sản phẩm, cũng như là go to market và những cái công đoạn mà nó xuyên suốt và sau khi mà làm sản phẩm nữa. Thì mình nghĩ là đó là một cái nó khá là thú vị. Thì đó là về problem space. Thì cũng như anh em nói là hai cái vấn đề này á, cơ bản là nói ra một phát là ai cũng hiểu luôn, và chính anh cũng có những cái, khi mà đọc những cái job story này anh cũng cảm thấy rất là resonate. Thì một cái cách để mà nó enhance và nó đánh vô cái xu hướng mà nhìn nhận những cái thứ rõ ràng, là giống như mọi người cũng đã feedback là đưa những cái code của user nói vào, và prefer là những cái code mà nó có mang những cái tính cảm xúc. Thì những cái đấy nó cũng đồng thời nó đánh vô cái phần bên trong mình mà mình đồng cảm với những cái cảm xúc đó. Vì anh nghĩ là cái mối quan hệ về gia đình và những cái vấn đề về gia đình thì ai cũng có thôi. Thì về problem space là vậy. Về solution space á, thì về mặt concept, cái chuyện mà hũ gạo anh thấy là concept nó cũng khá là hay. Tuy nhiên là cảm quan là nó chưa được gọi là flesh out một cái cách mà nó đến cái độ hoàn thiện của cái concept đó. Tuy nhiên là cái concept đó là một cái điểm bắt đầu khá là hay, và cũng như anh em nói là cái việc mà swipe trái qua phải để mà match những cái người trong gia đình với nhau á, nó rất là dễ làm và cũng khá là hay. Thế là tuy nhiên trong cái phần trình bày của mọi người thì mình thấy là cái phần trình bày nó chưa có xoay quanh cái concept hũ gạo khá là nhiều á. Thì một cái điểm mà mọi người có thể cải thiện là khi mà mình đã định vị cái concept của cái sản phẩm là hũ gạo rồi á, thì mình sẽ cố gắng structure cái narrative, cái câu chuyện xung quanh cái chuyện đấy. Giống như là cái chuyện match nhau thì nó sẽ contribute vô cái hũ gạo như thế nào, hay là những cái action hay là những cái love message thì nó sẽ contribute cái hũ gạo như thế nào. Và trong cái câu chuyện mà mọi người kể thì mọi người có thể liên tục là kéo người ta về cái chuyện là vậy thì khi mà user làm như vậy nó sẽ tác động lên cái hũ gạo của người ta như thế nào. Thì cái đấy nó cũng là một cái mà Thành nghĩ là có thể cải thiện. Nhưng mà nhìn chung thì mình nghĩ là cái problem space và solution space chỗ này nó chứa rất là nhiều cái gọi là viên ngọc sáng, viên ngọc thô, và cần thời gian để mà kiểu mài dũa để mà nó sáng hơn. Nhưng mà chắc chắn là có một cái gì đó mà mình nghĩ là nó value ở trong đây. Thì đó là comment của Thành. Ok, nice. Ok. Rồi, chắc là khi nhóm cũng đủ rồi ha. Có khi có chê đầy đủ. Kiểu như là nhóm rất là nhiều tiềm năng, viên ngọc thô. Nếu mà thêm một tí xíu thời gian để mài dũa cho những cái feedback của mọi người đó, thì có thể cái idea này cũng rất là tiềm năng để thành cái gì đó. Thôi lời cuốn như ghê quá. Dạ, em có muốn lời cuốn thì em muốn dành tặng cho Khoa. Dành cho Khoa em kiếm chó. Tại vì em kiếm cho công ty khá nhiều cái cột đó. Ok, chị sẽ để mặt Khoa lên thumbnail. Chị sẽ để mặt Khoa lên thumbnail. Ok. Rồi, ok, sau chị bây giờ chị phải contact mọi người để xin hình ảnh đẹp đẽ của mọi người và chị làm. Không thì chị bỏ trong nhóm thôi đi. Ok rồi. Thôi hết rồi. Xin cảm ơn Hằng đã rất là advocate cho Thoa nha. Tình em chắc có bền lâu. Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người nha. Cuối tuần vui vẻ nha. Sống tốt nha.